Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục giải trí thôi. Này cũng không phân tích gì quá nhiều. Giải trí để chúng ta thay đổi cái cảm xúc chơi trò chơi thôi. Trên màn hình của các bạn, đây là một nick thành. Bạn này tên in-game là Lão Đại. Bạn này đang ở server S53. Mình check một chút là server S53 là như thế nào nè. Có phải có bot không? S53 hiện tại đang có một nick tù 3 tỷ lực chiến các bạn nhé. Đấy. Và thứ hai nữa là 2 tỷ và 1 tỷ 6, 1 tỷ rưỡi. Bạn này đang đứng ở vị trí thứ 8 với 1 tỷ 4, gần 1 tỷ rưỡi. Nghĩa là cái server này cái lực chiến của các top khá là đồng đều. Đấy, khá là đồng đều, cực kỳ đồng đều luôn. Lão Tam này, Lão Đại này. Sao bạn Lão Tam này thì quen quen nhỉ? Ok, mình check tông môn của server S53 một tí. Mọi người đã tập trung vào tông môn AOE ấy. Hoặc hình như là có một cái tông môn top 3, top 2 này, có thể là các bạn đang chơi clone hoặc gì đó. Nhưng tông môn top 2 thì hình như là sẽ người hơn. Này, các bạn chơi với nhau hoặc cả tông môn top 3 thì có thể có chút clone gì đấy. Bởi vì mình thấy là số lượng người chơi ở trong môn S3 nhiều nhưng lại đứng thứ hai vấn đề lực chiến nhé. Cái này thì bảng xếp hạng trong môn nó sẽ tính vào lực chiến chủ yếu cho các bạn. Cấp ở cái server này đã đang cấp 116. Server này thuộc vào server tầm trung các bạn nhé, nghĩa là server tầm giữa đối với cái giai đoạn này. Mình check một tí nào, bạn này có chơi cái sự kiện này chưa? Chưa, bạn này chưa có kế hoạch chơi cái sự kiện này. Nick này thì chắc chắn rồi sẽ có nạp, và mình check một tí là có nạp bao nhiêu. Mình thấy chủ nick bảo chơi nick cũng khá là ok, cũng khá là tối ưu và muốn lưu giữ kỷ niệm, vì thế mình đã lên clip cho chủ nick. 4 triệu 4.000 thiên bảo thì tầm khoảng 8 triệu Việt Nam đồng nhé các bạn. Ok, chúng ta vào xem đội hình. Đây là một đội hình phe thánh với việc là chơi Nata. Đấy, Nata phá cảnh 10. Tiểu Bạch Long phá cảnh 10, Đế Thính phá cảnh 10. Di Lặc này, Trư Bạt Giới này, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của Trư Bạt Giới thức tỉnh. Vậy là bạn này sẽ đi theo hướng là đánh đam khá là nhiều. Đấy, với việc là cho Trư Bạt Giới thức tỉnh. Trư Bạt Giới thức tỉnh thì thứ nhất là lên nộ và lên liên kích khá là ổn định cho đội hình của team mình. Di Lặc thì bạn này chưa lên phá cảnh nhỉ? Lên phá cảnh thì sẽ đỡ áp lực hơn một tí. Chúng ta nhìn tổng quan này. Đồ cũng rất là ngon các bạn nhé. 1 tỷ tư mà có tận 2 set. 2 set thường cổ là set đỏ ấy. Và một cái vũ khí hồng hoang. Vấn đề tinh luyện cũng rất là nhiều, tài nguyên tinh luyện rất là tốt, với việc là tinh luyện 20 khá là ổn. Ngon đấy các bạn nhé. Nick này mình thấy lực chiến lên 1 tỷ tư mà đồ như thế là ngon đấy. Riêng cái thần trang này bạn này đầu tư khá là nhiều. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ về thiên kỹ. Thiên kỹ thì có sự xuất hiện của Sắc Tức Thị Không đến từ vị trí của Trư Bạt Giới nhé. Đấy, Sắc Tức Thị Không ở Trư Bạt Giới thì level 6. Chúng ta thấy có Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long thì đang đi bộ full tank. Full tank bao gồm có hồi sinh này, có chuyển thủ thành công, tạo giáp này, Đằng Vân Giá Vũ thì tăng lượng giảm sát thương rất là lớn ở giai đoạn đầu. Đối với Nata thì đi một bộ thiên kỹ khá là đam. Bộ thiên kỹ này của Nata nó sẽ tối ưu vấn đề đam của Nata rất là tốt, và nó tăng cái lượng ra kỹ năng của Nata trong vòng vòng 1 cũng như vòng 2, duy trì ổn cái vấn đề ra kỹ năng nhé. Có Đế Thính Luân Hồi 2, hẹn được Luân Hồi 2 ở vị trí main hóa thân là Trư Bạt Giới nhé các bạn. Đấy, mình show cho các bạn chi tiết những thế kỳ vật. Kỳ vật thì chúng ta có thấy Định Phong 3 này, Nhất Tiễn Mai này, hai cái Định Phong 3. Ok, Nata Nhất Tiễn Mai nhé các bạn. Thần thông thì hầu như là đã full. Ngon đấy, bạn này đầu tư khá là ok các bạn ạ.
Ok, chúng mình sẽ đá qua một chút là với 1,4 tỷ. Bạn này lượng tấn công là 7,8 triệu. Và anh nhái vũ khí hồng hoang có ba cái minh văn đỏ à các bạn? Ba cái minh văn đỏ khỏe thế nhở? Ui, tăng giật tương PVP ngon này, có hai cái, nói chung là ba cái minh văn đỏ này đều ngon, không phải có một cái nào trị liệu cả. Trong đó cái tấn công 18%, tăng giật tương PVP. Cái này là đam nha các bạn, không phải thủ đâu. Ui, pháp bảo mắc luôn này, tầm này pháp bảo mắc mà. Đúng rồi, pháp bảo mắc và lượng đam rất là mắc ping, tính cái thời điểm này có thể là cái đỉnh cao của cái nick này các bạn ạ. Khi mà lên mắc pháp bảo rất sớm, chắc có lẽ bạn này xem kênh của mình cũng khá là nhiều thì mới lên được sớm nhanh như vậy. Tuy rằng bạn này không phải là boss. Mình check một tí nào. Ui. 25 này, các bạn thấy chưa, những thần tướng khác bạn này đang để pháp bảo 25. Đối với tiểu Bạch Long thì cũng đang trong quá trình lên pháp bảo thôi. Nói chung là tiểu Bạch Long đấy thiếu đá tiến cấp pháp bảo các bạn nhé. Đấy, thiếu đá tiến cấp pháp bảo khá là nhiều. Nếu mà bạn này muốn trâu hơn nữa ấy, đợt này bạn này có thể để cái thiên kỹ này level 2 thì khá là trâu nhé. Cái thiên kỹ này level 2 cực kỳ trâu luôn các bạn. Thiên kỹ này level 2 trâu dã man. Nhưng nó lại không có đam luân hồi. Đấy. Thì có thể vứt sang cho tiểu Bạch Long. Rồi để một cái hồi sinh đó chuyển sang cho Đế Thính các bạn nhé. Đấy, đó là một cái góc nhìn chẳng hạn. Hoặc là chuyển một cái tanh gì đó sang cho Đế Thính để Đế Thính trâu hơn tí. Bạn này thì chắc cũng đang trong quá trình nuôi Đế Thính thôi. Và tiểu Bạch Long bạn này thì full set đỏ. Đấy. Thì tuy rằng bị thọt một chút pháp bảo hơi chậm. Nhưng full set đỏ sẽ cải thiện được lượng đam khá là tốt. Bạn này mà có điều kiện thì lên Di Lặc Thức Tỉnh 2 nữa cũng khá là ngon các bạn nhé. Có những cái góc nhìn ví dụ như tẩy tẩy Tiểu Bạch Long chỉ để Thức Tỉnh 1 hoặc Thức Tỉnh 2 rồi cho Di Lặc Thức Tỉnh 2 để kích cái hiệu quả mà xóa bỏ hiệu ứng đấy. Nói chung là thánh thì sẽ có rất nhiều kiểu phối nhé. Các bạn nên, mình nói thật các bạn nên xem cái clip mà chỗ hướng dẫn danh sách phát hướng dẫn tất tần tật đấy. Có cái clip về vấn đề thứ tự lên Thức Tỉnh của phe thánh ấy. Thì nó có thể sẽ hỗ trợ cho các bạn về thành trong quá trình các bạn lên thức tỉnh nhé. Ok, chúng ta sẽ đánh nhau luôn các bạn nhé. Clip giải trí mà, ưu tiên là đánh nhau là chính thôi. Hạng 32. Chiến báo thì thắng cũng nhiều. Đấy, thua cũng có nhé. Tao trừ VNG, ok. Vẫn có, hầu như là thua dưới lực chiến thì hầu như không có đâu, ít lắm. Nếu mà các bạn bùi tốt ấy, thì cái việc mà các bạn thua dưới lực chiến nó sẽ xác suất có nhé, có xác suất, nhưng xác suất khoảng 10% là đẹp. Ví dụ như các bạn đánh 10 người ngẫu nhiên mà các bạn thua một người thấp 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 lực chiến hơn mình thì đó là điều bình thường đấy. Còn mà các bạn đánh 10 người mà cả 5 người mà các bạn thua người dưới lực chiến 5 người khác nhau thì nó hơi hơi báo động một chút. Đế Thính ở vị trí thiên. Quên, Đế Thính ở vị trí một, thứ nhất. Nata dính hiệu ứng sắc tức thị không của Trư Bạt Chế bên địch. Mình quên mình chỉnh lại cái âm thanh tí. Các bạn thấy chưa? Bạn này chơi theo một cái chiến thuật là để vị trí Trư Bạt Giới và vị trí Đế Thính ở vị trí số 1 và số 4. Thì lúc đó thì nó có thể chặn được cái kỹ năng của Ngộ Không. Nếu mà team của bạn này Ngộ Không vị trí số 1 thì sẽ mất lượng đam khá là lớn khi gặp cái tình trạng mà Đế Thính vị trí số 1 hoặc là Trư Bạt Giới ở vị trí số 1. Bởi vì hai cái thần tướng này là có tạo hóa kim thân đấy. Các bạn hay có cái kiểu mà để vị trí số 1, số 4 là hai cái thần tướng tạo hóa kim thân thì hầu như nó sẽ khóa mõm một phần nào đó sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Khi mà hiện tại một số bạn đang thích Tôn Ngộ Không để vị trí số 1. Có tiếng không ạ?
Cái này thì thường là bên minh giới hay để nhiều. Minh giới hay để là đế thính và mạnh bà. Ồ, gặp một bạn là Đao kiếm không có mắt, đừng trách ta không nhắc ngươi. Chiêu này là chiêu bí truyền của Thiên Vòng Quyền Xoay. kèo này có vẻ căng đấy các bạn nhé. Tuy rằng mình tranh hơn phá cảnh, sinh Tiếng bạn pháo này rung rung, hơn phá cảnh, phất tình cào chiếu. nó sẽ ăn thua ở Tiểu Bạch Long thôi các bạn nhé. Rất là đen khi mà Nata của chúng ta bị dính rồi, Hàng tức thu sắc nhất thì không khí. có khá là sớm. Long đăng. Bên kia thì chúng ta thấy là có Trư Bạch Giới và Di Lặc thức tỉnh, kể cả Trời, Tiểu Bạch Long thêm thức một mục tỉnh tiêu nữa. của Trư Gia Nghĩa là cái Gia. nick của bản này sẽ ép Quyền sức thủ mạnh các hộ, bạn. ta sẽ giúp người Thế quá sao cảnh mà và thức mang tỉnh vui được lòng. cả ba luôn? Nói chung là những cái cụm server này là nó những cụm server cày clone khá là mạnh thời gian vừa qua. Cái cụm server tầm khoảng server Ba 40 cho thần đến đại server 70 ấy, là những cụm server cày clone khá là ác. Nên chúng ta thấy là lên thức tỉnh của người Giao ta Long rất nhập là hải khỏe. thần phi tiên. Chứ hiện tại mà các cụm server 1, Đừng để cụm pháo bay server che 1, mặt anh. 2, 3, giai đoạn đầu clone đâu có. Bây giờ giỏi lắm thức tỉnh 2 là cùng. Đấy, mà bây giờ các bạn thấy chưa? Những cái Giao nick mà kiếm tầm khoảng càn 1 khôn tỷ như phát thế đã uy. thức tỉnh 3 đấy. 3 con tướng thức tỉnh 3 đấy nhé các bạn. Đao Ui, kiếm không có mắt, đừng trách kèo này ta không căng nhắc đấy các ngươi. bạn nhé. Ăn một cầu của ta. Lắng nghe. Thật ra Tiểu Bạch Long mà nếu các bạn nuôi ấy, cũng tạo ra lượng đam khá là ổn nhé các bạn. Thứ nhất là nó có thể trâu, nó có thể tạo đam được khá là tốt. Càn khôn nhất Và khí. chưa kể là đó là một thần tướng thức tỉnh và được chúng ta ưu ái lên pháp Thiên bảo. cung. Đứng thứ hai, thứ ba trong đội hình của cái thánh. Nên đôi lúc đam của nó cũng sẽ Ma chỉ nhỉnh đã một thế. chút so với những thần tướng còn lại trong cái vấn đề tanh Giao hay Long hỗ nhập trợ. hải thần phi tiên. Ui, Long đăng. các bạn thấy chưa? Bạn bạn này chúng ta lúc đầu tưởng là thắng nhưng thật ra là không biết trước được các bạn. Ui, dã man thật. Đi thêm quả chúa tể địa ngục nữa chắc cú thế bạn này. Bạn này mình thấy bạn này ép lực rất là tốt nha các bạn. Ép lực cực kỳ tốt. Tuy rằng này đam rất là thấp nhưng người ta chúng ta cảm giác là nó kiểu như lên những cái thức tỉnh ấy thì nó lên lực chiến rất là thấp, nhưng nó cái nội tại đột phá, cái nội tại ẩn ấy thì nó sẽ rất là nhiều. Đó gọi là cái những cái làm lên cái sức mạnh riêng biệt của một cái nick khi mà các bạn có những cái nội tại ẩn từ thức tỉnh nhé. Cùng thả lỏng Ok, mình trong sẽ tiếng tăng nhạc cái đi. speed lên một tí, mình để chế độ cao cao tí đi, chúng ta xem cho nó đã. Sao khó Dù vụt là thế nhỉ? tan đi nữa, trong lòng đôi khi cũng có chút hoang mang. Này khá là đen nhỉ. Gặp một bạn đột các bạn. Giả Lan Can. Toàn quân nghe lệnh của ta. Tính ra cái bạn thánh lúc này mạnh nhé các bạn. Tuy rằng bạn ấy Đợi cho bọn không chúng có lên dám đáp phân lời. đam, nhưng cảm giác là Tiểu Giao Bạch Long Long nhập của bạn hải ấy rất là thần chất. phi tiên. Chưa kể là Trong Di hồ Lặc lô này với chứa vô Trư Bạch số Giới đều bí thức tỉnh nữa. Thì Hoàng riêng mà Liên việc Diêm mà các Quang. bạn có ba cái thần Một tướng thần thức chân tỉnh thánh đỉnh 3 nhất. thì ít nhất các bạn sẽ có được 6 Thiên cái băng nội tại ẩn. địa liệt. Mà cái nội tại đó là không bao giờ lên lực chiến. Trừ ma triệt để. Đó là nội tại của thức tỉnh 2 và thức tỉnh 3. Đấy, ba tướng thì các bạn 2 nhân 3 là 6. Nó giống kiểu là Có kỹ thế nào năng ta? trong đội hình ấy. Ok, gặp một bạn yêu cũng khá là bình thường thôi. Ăn một cầu của ta. Dạng vật hư suy đều là tự nhiên. Tâm nguyện hồ hỏa, thanh hồn đoạn điểm. Càn khôn nhất khí. Du Long nhất trình càn khôn phá. Du Long nhất trình càn khôn phá. Đây, Nata bắt đầu liên kích kìa các bạn. Cầu ngược. Hồng Liên nghiệp quả.
đốt sạch nhân gian giả chất. Được cái thì nick này mà Natra mà nick này mà Natra mà trâu ấy thì có thể là ra kỹ năng tận là một chu long kỳ hải một mai khai nhị độ. Ra được 4 lần đấy các bạn, 4 lần kỹ năng trong vòng vòng 1. Không liên nghiệp quá. Đốt sạch nhân gian giả chất. Hiện tại vấn đề Nata bên thành hay là chơi ngộ không bên thành ấy thì thật ra nó là câu chuyện 1-9-1-10. Nó tùy vào cái tư duy của các bạn muốn chơi như thế nào. Thật ra là mỗi con tướng nó có một cái ưu điểm, có cái chất riêng. Các bạn phải dành nhiều thời gian nhé. Mình ngoài việc các bạn xem clip của mình thì các bạn có thể chăm đánh nhau một tí rồi các bạn ngẫm. Ngẫm xem cái meta lên server của mình như thế nào. Mình cần phải khắc chế như thế nào các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Đam khá là ok. Đam tốt mà. Vấn đề là thua ván đầu lúc nãy thánh là do bên kia quá trâu quá. Thứ hai là do bên kia đánh hiệu ứng bên mình mạnh quá. Bên mình không có di lặc thức tỉnh nên mình bị ngắt quãng về vấn đề quay video, các bạn thông cảm tính nhé, chúng ta sẽ cùng nhau ghép tiếp. 1.9 kèo này hơi khoai các bạn. Nick này ghép khá là nhọn. Thường thì ghép này cũng là một cái trò chơi nhân phẩm hiểu không? Ôi thật sự sự là các bạn thấy chưa, meta tốt người ta chơi hiệu ứng khá là cứng. Đối với server tầm trung này cứng cực kỳ, đi vào này dính hiệu ứng luôn. Và mình thấy là ca này khoai hiểu không ạ. Thứ nhất là tranh lực chiến không nói rồi, tranh cả phá cảnh nữa. Tại sao mình nói là tranh phá cảnh nó ảnh hưởng nhiều? Tranh phá cảnh nó là xác định một cái yếu tố, đó là sức mạnh đi PvE cũng như cái lượng tài nguyên từ XP của một số nick nó tranh nhau. Đấy, không phải là tại sao người ta hơn phá cảnh đâu, mà lực người ta khỏe, đội hình người ta khỏe, đi phó bản khỏe, đi hoạt động kiếm XP tốt. Đấy, thì người ta phá cảnh sẽ nhìn lên mình. Thì đó là lợi thế. Bởi vì tranh nhau một phá cảnh thì nó sẽ thường tranh khoảng 2 đến 3 level game nick ấy. Bởi vì hình như cứ khoảng cách 3 đến 4 cái level thì chúng ta sẽ mở một lần phá cảnh. Mình trừ hao một chút thì chắc còn khoảng 2 level thôi. Kèo này thua các bạn. Đấy, thua toàn diện luôn. Ghép bàn tay mình hôm nay ghép khá là đen nhỉ. Đây gặp một minh giới thiên thủ yêu cơ. Kèo này mà thua nữa thì chắc mình sẽ dừng video các bạn. Thật sự là đánh meta tốp ấy, nó ghép ảo ma hơn meta kia nhiều các bạn nhé. Meta nông dân cạnh tranh nhiều nên chúng ta không nên quá đánh giá mạnh về một nick tốp yếu hay mạnh khi mà test như thế này các bạn nhé. Bởi vì cái lực chiến nó chênh nhau khá là nhiều. Khi mà chúng ta ghép nhau ấy, bạn thấy là bạn minh giới này đi hiệu ứng khá là tốt này, đi ứng long rút nộ luôn, tiểu bạch long dính quả trực giới luôn. Trực giới mà quả đó mà rơi vào Nata thì ngon, nhưng thôi chúng ta đã thắng rồi các bạn ạ. Đao phủ của ngươi ta sẽ nhận lấy. Kèo này thắng toàn diện rồi đấy. Ui, thật ra là do mình hơn lực chiến nữa. Lại gặp thánh các bạn, chán đấy. Thôi gặp thánh mình next đây các bạn. Ui, thua. Mà trong khi đó mình xem chiến báo nào. Chiến báo mình nhớ là ồ, vẫn thua bằng tao chở VNG. Bằng tao chở VNG này cũng khá là ok đấy. Sao bạn này mình thấy tên quen thế nhỉ? Thì luôn, hình như mình vào cái cụm liên server này hơi bị nhiều. Chưa kể là mình chơi nick phụ của mình ở cụm liên server này nữa.
Đây gặp một bạn minh giới nhá. Minh giới này phá cảnh 10. Mình cũng phá cảnh 10 thế cũng được rồi. Gặp bạn lão tam. Ui lại người quen các bạn. Đây lão đại gặp người lão tam thì mình nghĩ chắc là người quen rồi. Thôi tầm này anh em gì nữa. Ui nhất tiện mai kìa mắt. Dũng tuyền tương báo. Dũng tuyền tương báo. Bạn này đi hai bạch thử các bạn. Bạn lão tam đi hai bạch thử các bạn. Ông liên nghiệp quá. Đốt sạch nhân gian giả nhất. Thật ra mà để mà nói phe nào khó chơi nhất tất cả bốn phe thì chính là phe yêu. Thật phe yêu. Quên xin lỗi các bạn là phe minh giới. Minh giới là một trong những phe nào khó chơi trong vấn đề PvP. Nếu mà các bạn muốn PvP mạnh với minh giới ấy, thì chỉ có các bot hoặc các top. Nghĩa là thật ra nuôi minh giới mà để đi PvP nó tốn tiền nhiều hơn so với các phe khác. Hiện tại mà nếu mà nó mà PvP đi rẻ tiền nhất, chơi rẻ tiền nhất chỉ có phe thánh. Các bạn nuôi ít tướng, không cần nuôi quá nhiều. Áp lực nó không quá lớn. Tiên thì sẽ đỡ hơn một chút bởi vì tiên có hậu thuẫn. Mà hậu thuẫn thì sẽ kháng được cái bảo kích. Mà hiện tại Việt Nam thì hầu như là chơi meta bảo kích đến 99% rồi. Rồi tiếp theo nữa là yêu. Yêu thì cũng yêu đốt bây giờ cũng có rất nhiều kiểu yêu đốt. Có thể ôn in vào 1, 2, 3 tướng thì nó cũng đỡ áp lực hơn. Kể cả yêu sát thủ cũng vậy. Nó sẽ dễ nuôi hơn. Bởi vì chỉ ôn in quá mấy tướng. Nhưng đối với minh giới ấy, thì nó sẽ mang tính chất rằng giàn trải nhiều hơn tí. Và thứ hai là bản chất minh giới là đánh về trâu, về tanh, mà tanh theo kiểu giảm chấn thương. Nên mà nếu mà đội hình không duy trì lâu thì nó cũng rất là mệt. Đấy, có những cái đặc điểm như thế để cho các bạn có góc nhìn về phe cũng như là cả phe khác. Ok, video của mình đến đây chắc cũng là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.